Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và Duy Khải kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Và sau cũng vài ngày test ép hết tất cả những trang bị đồ của các account của Khải thì bây giờ ngày hôm nay Khải sẽ lên một video ép cái nỏ xấu dòng để nhận ngay phần thưởng 10 triệu Việt Nam đồng em ơi. Thì anh em cùng show qua thì ép như thế nào và ra sao thì chúng ta cùng theo dõi video này nha em ơi. Đó, đó là mấy cái account của Khải cái ép đồ xanh đầu tiên nó lên là mát rồi em ơi. Đây, thì đỡ ép thì anh em cùng xem sơ qua cái chương trình thuận lợi của nó như thế nào. Thì chỉ ép trong cái ngày test này thôi anh em ơi. Hiện tại ngày hôm nay ngày 22 rồi, chúng ta thử test ngày hôm nay và trưa ngày mai đã là hết rồi. Thì Khải cố gắng tranh thủ cái cố gắng tìm kiếm thôi được 10 triệu thôi nha anh em. Đó là một con số rất là căng nữa. Rồi ok, anh em đợi một xíu để Khải vô cái link cho anh em xem cái chương trình này như thế nào. Đây anh em, đó là chương trình sự kiện thách thức ép trang bị server đại danh kỳ sử và server đã chính thức mở test. Và hiện tại sẽ chính thức open vào 19 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2024 nha anh em ơi. Và trong thời gian này anh em nếu anh em ép mắt đã được 6 giờ thì anh em sẽ nhận ngay phần quà 10 triệu anh em đồng đó. Thì thuộc tính của chúng ta đưa ra không cần theo thứ tự, đó là dòng tốc độ đánh, sát thương điểm này, sát tốc độ đánh 30 này, sát thương điểm 50 này, sát thương lý ngoại công 100 này, sát thương nội công 200 điểm này, sinh lực 200 và kháng độc 25. Nếu chúng ta đạt được chuẩn 6 dòng mắt hợp như thế này sẽ nhận ngay phần quà 10 triệu đồng nha anh em ơi. Đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào việc luôn nè. Hello bên anh Lê. Ok. Dòng đầu tiên Khải sẽ ép dòng sát thương nha anh em ơi. Khải sẽ ép dòng sát thương vật lý nha anh em. Mất này vô. Rồi. Cái này phẩm 10 rồi thì chỉ cần rút full thì tên là lên rồi anh em ơi. Lên phẩm 10 rồi ok. Lái nha anh em ơi, bắt đầu ra lái nha. Hiện tên 10 thì quá trời rồi, không có tiếc nữa. Rút nè. Hiện 1 này. Hiện 1 này. Ê cái gì vậy? Trời đất ơi. Nhận nhiều quá trời vậy. Ok tải game này tí lên rồi nè. Rồi. Cồn nước này tải game tí. Mới gì vậy mà. Rồi lái nha em ơi. Hiện tinh 10 nè. Hiện 1 nè. 50 một hướng viên nè. 7 thị tinh 8. 7 thị tinh là auto phẩm 10 nè. Khải sẽ gom một gom 3 lần đọc luôn. Gom 3 phẩm 10 đọc cho 3 cây vũ khí nha em ơi. Rồi chúng ta sẽ đập 3 cây này tiếp tục nè em ơi. Cái nào 100% thì mình giữ nha nè. Rồi khoáng thạch 10 nè. Hiện 10 nè. 100 phút viên nè. Số thì tinh nè. Lâu ơi. Lỡ cho tao thấy tinh. Lỡ thấy tinh đi. Đập 3 cây rồi chúng ta sẽ tiếp tục xem thử cây nào mắt lùm lại nha em ơi. Cây nào mắt 100 lùm nha. Không mở đồng rương được. Rồi, ấp 3 cây giống như cũ nha anh em. Cây nào 100 mình giữ lại. 2 cây. Phẩm 10, hiện tinh 10 thì auto là đẹp rồi nhưng mà vấn đề là nó phải đạt được 100% thì mình mới giữ lại anh em ơi. Còn mà không đạt thì vứt đi. Vì mình lấy chỗ phần auto là chỗ phần phụ trợ. Phụ trợ event đúng không em? Phụ trợ event đúng không? Phụ trợ event đúng không? Event. Ờ phụ trợ event ok. Rồi anh nợ biết chơi thì bấm vô thằng đúng rồi đúng rồi. Đó. Đúng rồi anh biết rồi. 98. Ôi trời ơi, tiếp tục đây. 97, chết thôi rồi. 95. Trời ơi nhỏ. Đã anh vô con nào cũng được anh ơi. Xuất sư từ đó vô con nào cũng được. Auto hết rồi. Vô con nào cũng được. À, như nhau cả mà có cái vãi đạn thiệt. Đổi tên đổi màu đồ không mở đồng rương được. Rồi ấp 3 cây giống như cũ nha anh em. Cây nào 100 mình giữ lại. 2 cây. Phẩm 10, hiện tinh 10 thì auto là đẹp rồi nhưng mà vấn đề là nó phải đạt được 100% thì mình mới giữ lại anh em ơi. Còn mà không đạt thì vứt đi. Vì mình lấy chỗ phần auto là chỗ cái phần phụ trợ. Phụ trợ Evan đúng không em? Phụ trợ Evan đúng không? Sao anh? Em lấy đạt máu rồi em ơi. Lần này sẽ theo ý kiến của anh em trên cộng đồng thì chúng ta sẽ đọc là lần này chúng ta sẽ đọc đó là một viên thủy tinh và kèm với 350 bình phục viên. Thì lúc nãy Khải có nói sơ qua rồi. Thì cứ 50 bình phục viên này á là nó tương đương là khoảng 10 viên thủy tinh nha anh em. 10 viên thủy tinh nha anh em. Đó là anh em có tính đây nè, được Khải bỏ hết vô nè. Cứ tương đương 50 bình phục viên đại là 10 viên thủy tinh nha anh em. Tại vì chừng sau này anh em vào thực tế á
thì cứ khoảng tầm 50 phút viên đại là anh em có thể đổi được viên thị tinh rồi nha anh em. Anh em có thể mua được 10 viên, một viên thị tinh rồi nha. Rồi. Nè, 10 thị tinh này, 20 này, 30, 40, 50, 60, 70, 71 viên. Con dòng này đọc mà thực tế thì chết luôn á. Ờ hôm qua Khải cũng đập 7 thị tinh, 50 bình hữu dương đại rồi, tỷ lệ nó còn 97, 94, 92, 93 thôi nè người em ơi. Rồi. Cũng đang đập à? Ok Cường Nguyễn ơi. Khui rồi em ơi, khui 3 cây chúng ta tiếp tục tiếp theo nha. Cây đầu tiên này. Rồi, đợi đó anh em bói thử cái đường 100 anh em ơi. Cây thứ hai. Vô. Rồi. Rồi lần này cố gắng rồi. Nếu mà nó lên thằng 100 thì mình đỡ phải mất thời gian nữa mày. Chứ mình đa số đọc 92, 93, 94, 96, 97 được mỗi một cái 100 dòng đỏ thôi mày, khá là chua. Rồi. Rồi ok, khả lấy thêm 4 bình hữu duyên nữa. 4 1 200 bình hữu duyên nữa cho. 1 2 3. Rồi. Cái này mà nó mà thành công khoảng 3 cây liên tiếp anh em thì anh em sẽ có công thức nha. Nếu mà nó thành công 3 cây anh em, chúng ta chỉ có 3 cây thôi. Lần đập 3 cây thôi. Nếu mà nó mất dòng này, Khải sẽ tiếp tục đến dòng khác nữa mày. Đó là dòng kháng độc. Khải sẽ đập một lần 3 cây toàn bộ giống như nhau. Và dòng bói tiếp theo chúng ta sẽ đó là dòng sát thương của Lý. Chúng ta sẽ bói tiếp theo. Mấy dòng này thì cố gắng bói sẽ thành công và tiếp tục dòng khác nữa mày. Hello 120 anh em đang xem live trên TikTok anh em ơi. Kính chúc anh em một buổi trưa xem live dễ nha. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khải một follow anh cho nha anh em ơi. Khui này anh em ơi, khui. Khui nha mọi người. 99 đâu. Chà. 97. Ôi, tên này nó vẫn cái tỷ lệ rồi à. 100% nó rất là khó nè mà. 91. Kiểu này là như mình theo anh nghĩ là nó cũng hên xui thôi chứ bỏ phải nhiều phụ duyên nó hơi phí, nó cũng không lên nổi nè mày. Anh này. Đúng cả 99 nè mày. Chua. Em ép cái dòng mà sát thương như trường 1 đó. Ừ. Là em F0 luôn á. À giờ thương 1 em F0 luôn, hên nhỉ, là hên xui ấy. Tính ra vẫn hên xui nhiều. Như... Nó khoảng 10 cây, nó được 1 cây. Đúng rồi, 10 cây đường cao, chính xác luôn, chính xác luôn. Rồi ok anh em ơi, chúng ta sẽ làm lại 3 cái foil lại anh em ơi. Được. Chỉ được đúng 1 cây này là tỷ lệ lên được 100% là chỉ là 10% thôi anh em. Khải khẳng định em luôn là 10% luôn. Đó, 9 cây rồi anh em. 9 cây rồi đó. 92, 95 rồi, 98, 99, 97. 97 này. Hiện tại bây giờ đang thiếu là 96, 94 nữa thôi. 9 cây được đúng 1 cây thì tương đương tỷ lệ là khoảng 10 cây là lên được 1 cây anh em ơi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm nhanh qua công đoạn này nha em. Sau khi chúng ta đã ép xong 3 cây tiếp theo là cây là tương đối là 12 cây rồi em ơi. Được cái nào 100 luôn không nha. 98. Trời ơi. 95. Chết. 94. Ui giời ơi, chua gơ nè em à. 12 cây rồi chỉ được 1 cây thôi em ơi. Rồi chúng ta tiếp tục phải công đoạn tìm thêm một cây tiếp theo nữa em ơi. Chua quá. Ok, tiếp tục đọc 3 cây tiếp theo là tỷ lệ là 15 cây rồi nha em ơi. Khui. Anh em cùng dự đoán thử được 100% không em ơi. Đây. Vô nè. Phẩm 10 nè. Tinh 10 nè. 150 bình phúc duyên nè. À, rớt nữa tôi. Rớt nữa tôi. Quá trên like hấp dẫn hơn nhé. Ừ, là nha. Rồi. Đây. Cùng lúc nó vừa bấm thì mình bấm luôn đúng không? Đâu anh xem trên live nó vẫn bị delay 30 giây à. Ép tiếp tục anh em ơi. Hello Hùng Trần mới vô nha. Ừ. Khui 3 cây, ép 3 cây một lần vậy anh em ơi. Ui, mới đỡ vô không biết thái số bao nhiêu anh em thao sai thái số không? Thôi mới đỡ chuột vô anh em. Anh em nào thái số cây nọ thứ hai cho anh em. Mà khả mới đỡ chuột vô anh em. À, mình mới đổi chuột vô. Trên live nó delay chứ nói chuyện mới trên live mới có. Đúng rồi, delay chứ. Phải delay chứ không delay. Sau này đi đánh bot bọn nó quýnh mình chết đấy. Delay chứ. Delay 30 giây. Rồi, để xem 3 cây này là cây tương đương là 15 cây. Được mới 1 cây thôi. Liệu 3 cây này nó có lên được cái cây nọ nào nữa không đây? Lên dùng cái đi Nam, tụi ép thêm dòng kháng độc tốc độ đánh rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục bói đánh dòng sát thương lấy 50 điểm nữa nó mới hay nè mà. Khui nha Nam. Khui thử được cái nào 100 hoặc nha Nam ơi. Hiện tại đang ép nọ mắt nhận 10 triệu Việt Nam đồng nên là chúng ta phải cạnh tranh từ cái dòng đầu tiên, nó là dòng sát thương lấy nè mà. Một dòng khó. 99, trời ơi. Chết. 93.
95. Ôi giời, chua quá nè mà, chua quá nè mà, thật sự là nãy giờ mấy cây trên 9 nữa nè. Vãi đạn. Thôi. Để anh em khỏi chờ, khỏi nung nóng thì chúng ta sẽ ép cái dòng này để cho anh em xem cái độ của nó. Giờ chúng ta sẽ đến dòng kháng đỏ. Đồ, chua thiệt sự nè em ơi. Quá khó luôn. Dòng kháng độc, dòng tóc 30 nè, kháng độc nè. Tóc 30, rồi ok. Đợi khai ép hai dòng này cho anh em xem rồi chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục những cái tiếp theo. Chứ chờ đợi lâu quá anh em xem hơi chán nè em. Em biết thì sao mà ép không lên không? Không lên được. 97, 98. À, nãy giờ quên lấy cái tiền bạn ra thì trong rương nó không có đâu, sao ép. Vãi đạn, đúng rồi. Rồi, hiền tinh, ok, khả lấy mấy cái phôi 10 và 10 qua, rồi ok. Nhỏ thiệt sự luôn. Ta lấy ra ẩn hiện. Chưa, mới mát được 3 dòng mà, không ép cho mới mát được 3 dòng mà. Giờ em lọc hết cây 3 dòng, khoảng 3-4 cây em mới tập tập ở cây tiếp theo. Mới mát 3 dòng ra, mát 3 dòng mới. Rồi, được khả đưa mấy cái này vô. Được 3 cái mát rồi. Một cây à, một cây dòng, dòng mới một cây được 3 dòng à. Lắp vào 10 nữa mà. Này không cần bỏ nó cũng lên 10. Kháng động rồi nè mày. Ép vô cái này cho anh em xem tiếp tục cho anh thú vị nha. Đã lâu anh em lại chán. Phẩm 10 nè. Hiện tinh 10 thì chắc chắn là phẩm 10 rồi. Đúng rồi anh Long, đúng rồi anh Á Thần ơi. Anh Long, Duy Minh, rồi Hưng Bạch Lộc Hưng. Những anh em nghỉ game nữa. Giờ bên này. Hello Trung Ly nha, hello anh em vô. Hello hơn 100 anh em đang trên nền tảng TikTok như là Phở Bò cùng với YouTube nha anh em ơi. Kính chúc anh em buổi trưa xem live vậy anh em ơi. Rồi ok, và chúng ta sẽ ép vào cái dòng kháng độc. Ok, mấy dòng kháng độc với dòng tóc màu đánh này ép phát 1 này mà, không suy nghĩ nữa. Còn lấy thị tinh nè. Kháng độc, rồi. Giờ lấy thị tinh hiện, ok. Khải đập 3 dòng mát luôn cho anh em nhìn cho nó thú vị tí nè. Cái dòng này đơn giản thôi, hiện tinh nè. Kháng độc nè. Một phút duyên nè. Bài dân hiệu tinh nè. Bài dân hiệu tinh nè. Kháng độc 25 nha nè. Mới mất được 3 dòng thử người nè em ơi. Rồi đến dòng tóc nè. Mấy dòng này thì quá quen thuộc nè em ơi. Tóc đánh nè. Nên một phụ duyên. 60 hiệu tinh. Rồi, được 3 dòng nha em, chắc chắn được 3 dòng rồi. Đó. Khải sẽ làm sao khoảng có 3 cao như thế này nè. 3 cao như thế này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến dòng sát thương lấy 50 điểm nha em. Đó, cái này cũng như Khải đã dành nha. Cho anh em xem cho anh em biết trước được là mình sẽ làm ra 3 cao tương đối giống như thế này. Và sau khi xong được 3 cao như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục đến dòng tiếp theo nè em ơi. Khải sẽ đọc lúc 3 cao dẫn lên thì anh em sẽ thấy nó ok hơn. Chứ đọc từng cao nó khổ lắm nè em ơi. Rồi anh em chờ đợi tiếp tục nha. Rồi, tiếp tục đọc 3 cao tiếp theo là 18 cao nè em ơi. Khui này. Xem thử được cái nào 100 nữa không nha. Hiện tinh 10 này. Phẩm 10 này. Vẫn là 5 viên thị tinh. Và 150 bình hữu duyên. Đó. Là tương đương ở cái cụm này khoảng là 35 viên thị tinh này. Mà 10 này, 20, 30 này, 35 thị tinh nha nè. Ui. Cái này nữa là coi hơn mười mấy, còn 20 cây rồi. Mới được có 1 cây 1 à. Cho khô máu luôn, thì tinh làm lộ chuyện chơi hết này mà. Không có sự lựa chọn nữa. Rồi, cái thứ 3 nè. Lên. Được cái nào được 100 nữa. Mới được có 1 cây, hơi chua này mà. Mới được 1 cây 3 dòng rồi nha Nam. Đó, mới được 1 cây 3 dòng. Úi, những phần trăm anh em mới kích cho chuột cái này. Không để ý đâu. Khui. Anh Linh 10k điểm huy chương mới mắt được. Ok Đào Nhã Họ Nhã Quân ơi. Khui nha anh em ơi. Cảm ơn Trọng Nhân đã follow nha người anh em ơi. Cảm ơn Lâm Hải đã follow nha. Khui anh em ơi. 97. 95. À, chết tôi rồi. 95. Chua quá anh em ơi. 18 cây này được 1 cây à. Vãi đạn. Rồi tiếp tục anh em ơi. Hello Hoàng Vũ đã follow nha người anh em ơi. Rồi ok anh em ơi. Tiếp cái mẹ tiếp theo nè mày, cứ một lần 3 cây nè. Đây có thể nói là cây thứ 21 rồi. Nãy 18 giờ 21 nè. 21 cây. Nếu tỷ lệ 21 cây là tương đương là
cũng sắp xỉ là gần 200% rồi đó. Để xem thử lần này thêm được cái nào không. Nếu được nếu lần này thêm được một cây 100 á thì tỷ lệ là đúng chính xác là cứ 10 cây được một cây nè mày. Nếu mà thành công được một cây nha thì cứ 10 cây được một cây. Rồi, tỷ lệ cây ba cây này là cây thứ 21. Rồi, tiếp theo. Cây thứ 21 nè. Nếu mà thành công trong ba cây này á thì anh em có tính sơ ra từ 21 cây được 2 cây thì nó tỷ lệ 10% trên một cây. Từ 10% ra một cây chứ. Rồi, cho bao nhiêu thành công cái rồi. Rất này rất. Trời trời rất quá trời đất luôn này mày. Chua. Hello Thiên Đỗ Vân nha. Hello một bên. Hello số sát đã follow nha người em ơi. Cảm ơn người em. Rồi. Chúng ta cứ tỷ lệ như cũ này mà 150 bình phục viên và 5 thì tin. Thành công cái này. Ô, khai mới đỡ vô được 100 không năm. Chục 29 rồi nè. Đúng rồi 10 triệu mèo ơi. Rồi. Khui em ơi, khui em ơi. Khui nha, khui nha. 91. Ôi chua quá. 100 đó. Đó 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 chưa anh em ơi, cứ 10 cây ra một cây chuẩn chưa? Rồi, chính xác anh em, 20 cây được 2 cây Duy Minh ơi, anh em ơi. Vãi lên. 20 cây được 2 cây này, khả tính từng ly từng tí luôn. Nói chung là anh em cứ tầm 10 cây được một cây. Đó, thấy chưa? 21 cây rồi anh em ơi. Rồi. Mình vô mình làm cái đầu tiên lên. Ừ thì anh câu cái đầu tiên lên thì còn 9 cái lại nó sẽ đơn giản thôi, không đường nào chặt. Không đường nào chặt đâu anh Long ơi. Anh sẽ viên này thì gọi em ăn lập lấy cho. Ok. Rồi đập chay anh em ơi. 1 2 3. Lần này chơi khô máu đập chay lần xấu cao luôn chứ không có rảnh đi phút viên đồ này nọ mệt em ơi. Này cứ bỏ nên 10 phút viên là được. Rồi. Chay đang vô phút viên này, bỏ phút viên vô luôn em. Cứ 50 bình phút viên này. Mệt chặt chỗ. Rồi. Cho mình Hữu Duyên. Vô, cái đầu tiên. Rồi, cái thứ hai. Rẹt luôn nè. Phẩm 10, hình tinh 10. Trong Hữu Duyên. Khỏi thể tinh luôn. Chạy luôn, chạy hoàn toàn luôn. Thử nó có này, cây nào cũng chăm không. Đập bỏ thể tinh để đồ nó chọc rương quá. Rồi nó mất khoảng vị trí, khoảng trống này mà. Cái thứ ba. Nhanh gọn. Rồi lấy thêm ít Hữu Duyên nữa. Cái tư người nằm ở đây, ok. Rồi. Phút gì nữa ngay. Còn không? Lại đỡ chặt rương. Rồi, lấy thêm một phôi nữa. Ok. Bỏ này. Còn chục cây nào lấy không? Rồi tiếp tục em ơi. Chay hoàn toàn em ơi. Không thể tin nha em. Phụ duyên là được rồi. Ồ, ừ, từng lấy 30 nha. Thì server á. Rồi. Chay hoàn toàn nha em. 6 cây này liệu có được cây nào 100% không đây? 100% được Khải mới tiếp tục đọc những cây tiếp theo được em ơi. Mới dần tiếp theo được. Đó lần này làm 6 cây nè em ơi. Đọc khô máu luôn nè. Rồi Duy Minh chuẩn bị anh 2 rương phút viên Duy Minh ơi. Đang có rương nè anh. Ok rồi đợi anh nha. Xong này khui rồi nè em ơi. 99. Trời ơi chay nó vẫn là 99 rồi nè em. Chay mày cho nhanh đi. Đi tin được chay. Khui 100 này đó chứ. Đó. Chay nha nè em. 1 cây nữa. Rồi 4 cây. Được của nó. Rồi còn 2 cây. Đó tính ra tỷ lệ nè em. 30 cây. Ra được 3 cây. Quá đẹp. 95. 99. Đâu 100 ra luôn. Rồi đây 5 cây anh Lâm ơi. 95. Rồi còn 5 cây anh em ơi. Rồi thôi chết tới công chuyện với Khả là tới công chuyện anh em ơi. Xịt nè bỏ. Ok 30 cây được 30 cây được 4 cây nè mà. Quá đẹp. Tỷ lệ trong vẫn là 10% rồi nè mà. 10% hơn chút. Rồi quá đẹp. Rồi nhưng liệu, thêm, quá liệu đẹp luôn. Cây này có được cây nào không đây? Ừ liệu 5 cây có được cây nào sát thương 50 không đây? Ok. Cho anh ít có con lên được không nè. Rồi hết Duy Minh ơi, cho anh ít thằng tin 10 Duy Minh ơi. Quyền tin 10 hả? Ừ, còn không? Còn có một ít à. Cái dòng tóc dòng kháng độc nè mày. Từ từ lại ít thằng tin nữa. Đã bắt đầu khám nha nè. Đã khám dòng kháng độc nè. Khám dòng kháng độc thằng tin 10 nè. Một thằng tin nè. Một duyên nè.
cái hang động này, dòng tóc này. Hàng tên 10 này. Mình cho anh ít phóng viên cho mình ơi. 32 cũng được. Ok, 32 cũng được. Đây. Rồi, tiếp theo này em ơi. Hang động này. Hang động nha em. Đó, hiện tại Khải đang chuẩn bị 5 cây như thế này em ơi. 5 cây như thế này em ơi, quá ok luôn nha. Đó, thời gian này chúng ta sẽ tiếp tục đọc những cái dòng tiếp theo cho anh em xem. Cái quan trọng nhất ở đây là dòng sát thương lý 50 điểm. Nó sẽ như thế nào và ra sao anh em cùng chờ đợi và theo dõi nè. Thương lý 50 điểm là một dòng khá là quan trọng, rất là khó ép nè em ơi. 5 cây đủ đập rồi. 5 cây đúng rồi, 5 cây. 5 cây tỷ lệ 20%. 20% ấy, dồn về 20% rồi đấy. Ít 5. Đi lái ở đây 25 triệu. Đi lái ở đây 25 triệu thôi. 5 cây nữa ra. Mình mà ép được liên tục 2 cây sao? 2 cây lắm luôn, 2 cây. Ở đây chết hai có hết mà. 5 cây nha anh em. Đây, ok bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến công đoạn tiếp theo. Rồi, đã khai đọc cái này, khai xong một lát phục viên mình dì mình tiếp nha. Hôm nay chúng ta sẽ đọc là 350 bình phục viên và một thủy tinh nha anh em. 2, 4, 6, 7. Chúng ta sẽ đập 5 cây nha em ơi, 5 cây nha em ơi. Tỷ lệ 5 cây nha em. Thì chúng ta sẽ chia ra là 20%. Nếu mà lên thành công thì 20% sẽ một lần đập. Cố lên. Hôm trước Khải cũng đập được dòng sát thương 50 rồi. Với tỷ lệ là 50 bình phúc duyên thôi, 7 duyên thủy tinh em ạ. Tầm này là Khải đập kiểu này luôn. Vô, cái đầu tiên Khảm nè. Cái đầu tiên nha em. Lấy duyên tinh nè. 1, 2. Anh em cùng nhau đã làm like chia sẻ ủng hộ cho anh liệu có lên được 50 điểm không anh em ơi. Dòng này cũng là dòng khá quan trọng, nếu thành công thì chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo. Đó là dòng sinh lực 200. Nếu thành công anh em ơi, còn không thành công là ôm ăn luôn. Rồi. Nếu không thành công thì chúng ta dập nghỉ khỏe anh em ơi, tối cho tiếp nha. Bây giờ nó không lên biết làm kiểu gì. Đổ. Rồi, top 30 này, ok chưa? 10, hình tinh 10, 350 bình hữu duyên, một duyên thiệt tinh. Một cây đầu tiên. Từ từ chúng ta sẽ ép xong 5 cây, chúng ta bó một lần nha em ơi. Ép xong 5 cây sẽ bó một lần nha em. Ép xong 5 cây sẽ bó một lần nha. Không có gì ngần ngại cả em ơi. Chắc chắn là anh em sẽ được xem thôi. Nhưng mà anh em phải đợi 5 cây nha em ơi. Đợi 5 cây anh em sẽ bó một lần. Đây. Trời ơi, 9. Khám này. Cây thứ 2 này. Chúng ta sẽ ép 5 cây bó một lần nha em ơi. Cho nó hấp dẫn nha em ơi. 350 bình phúc duyên này. À, như Khải có nói ở đầu video thì cứ trung bình là 5 phúc duyên đại nha. Thì ở mà lúc ấp bình á thì nó tương đương khoảng bằng một duyên thị tinh đó nè. Thì tương đương là 50 bình đó. 50 bình là nó tốn là khoảng 10 thị tinh này, 20 này, 30 này, 40 này, 50 này, 60 này, 70 này, 71 duyên thị tinh cho lần ép này nha nè. 71 duyên thị tinh đó nè. Rồi. 71 duyên thị tinh đó nè. Rồi, là cái thứ 3. Thứ 2 xong này. Thứ hai xong nè. Gọn văn bên luôn. Nhưng mình có hướng duyên gì em? Đang đọc ở đây. Ok, lát cho anh đó. Rồi chương trình chúng ta. Ok. Còn dòng sát thương vật lý 50 điểm. Sát thương vật lý 50 điểm thì khả ép đó là 150 phút duyên. Vlog ơi, đã qua bên này rồi mà qua live gì nữa. Khải phải chú tâm vào xe mới chứ, cho nó chọn vẹn một cái xe mới chứ. Giờ 50-50 sao mà ok được. Anh em chửi chết. Anh em xem live chửi chết. Rồi phẩm 10 chúng ta sẽ lấy sức lực 200 phẩm 10 nha nè. Trong nhân 9 thì khả ép hiền tinh 5. Hello.
Rồi, bây giờ đọc này. Rồi chúng ta sẽ đọc thông tin 5. Đấy. Đọc thông tin 5 thôi. Ý thông tin. Rồi, vô ca đầu tiên nha Nam ơi. Khám này. Sinh lực nha, mọi dòng này ép sinh lực nha. Thông tin 5. Phòng 7. 100 bình Phụng Duyên. 4 viên thì tịnh. Sao em? Ô, sao tôi mình không đánh? Đó. Úi trời ơi, mát là mát em ạ. Ok chưa? Bình xong 100 anh em ơi. Quá tuyệt vời. Cây đào quá tuyệt vời, mát 3 dòng rồi đó. Một cây. Cây đào quá tuyệt vời em ơi. Quá chua em ơi. Phẩm 10. Quá chua, quá chua. Đó. Ok em, và bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội rồi. Bây giờ chúng ta sẽ rút nó tiếp. Ok chưa anh em? Mới tập tành live thôi anh em ơi, mới tập tành live hơn 1 tháng rồi anh em ơi. Anh em rảnh tay thì cũng 4 viên lam anh em à. Rồi, ok. Bây giờ Khải tiếp tục theo công thức đó là 4 20 bình Phụng Duyên và lam. Ok, Khải chơi lam anh em ơi, tử không chơi rồi. Đúng. Ok anh em, đợi trong giờ lát chúng ta sẽ tục 2 luôn là 82. Dạ, nó tành Phụng Duyên sai lầm rồi anh em ơi. Đâu? Còn dòng sát thương 50 này là 5 cây có 1 cây. Đó, còn dòng kháng độc thì với dòng tốc độ đánh thì auto. Này, Hùng Nguyễn 2 này. Ô thì thường hay là giờ tăng 5 ô nè. 5 ô nè. Lần đầu tiên á là 3-4 cây cùi bắp thôi. Giờ tiếp nữa chắc đến chiều luôn nhỏ Nguyên ơi. Thôi bây giờ cứ trải nghiệm hết cái ngày hôm nay 5 cây là được rồi nè em ơi. Chiều luôn nhỏ. Cây kia như tiếp rồi, đập dòng sinh lực. Ồ, bây giờ mà quăng hết cái ngày hôm nay 5k là được rồi nè em ơi. Chứ biết là gom, biết là gom luôn, nhưng mà nó khổ lắm. Sáng sớm nay 6 giờ sáng tới giờ tới giờ mới xong. Chứ xong chạy giờ tới đây nữa là 8 giờ mấy, 9 giờ. Ra tới đây chưa ngủ. Á bị mặt mặt đuối. Để lọc xong cái này xong rồi đi ngủ. Cho xin 20 slot kéo xe băng tôi bên cụm bảng đồ tím trên được Khải. Ok Nguyễn Thanh Tùng ơi. Cứ vào Zalo liên hệ Khải, Khải đưa vô bạn nha. Nếu hoạt động tốt Khải sẽ ở lại bang nha Thanh Tùng ơi. Hello Thọ Tuấn Nguyễn đã follow nha. Cố lên. Ok Lam Minh Tuấn ơi. Ok anh ơi. Rồi ok chúng ta sẽ đánh dòng sinh lực. Với dòng sinh lực này thì Khải ép này nó cũng đơn giản thôi em ơi. Cái bỏ đại thì tin nào đó rồi cứ giảm phan thôi em ơi. Không suy nghĩ nhiều. Rồi 5 cây tiếp theo anh em ơi. Ok bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp tục 5 cây tiếp theo. Dòng sinh lực như nào. Sinh lực thì chúng ta sẽ cộng mấy viên tinh cùi cùi vào cho trong này. Phúc viên thừa thừa phải bỏ trong luôn. Sinh lực này chúng ta sẽ cần bỏ mé mé 100 bình phúc viên cho một lần được rồi. Đập này. Hiện tinh 10 này. Có chứ, kéo xèo có thiếu lâm thì không có sao đánh được. Xèo không thiếu lâm còn chuối lắm. Kéo xèo không chơi thiếu lâm là anh chết, anh gặp mấy con lông đào là anh chết ngay. Chưa nói anh gặp con đường môn á là nó quýnh anh chết ngay. Anh thà có thiếu lâm á đỡ kiện đường môn sử đường môn bên kia, đúng không? Rồi chúng ta vẫn là 3 Phúc Duyên và thì tên con lông nghe mi thiếu lâm kèm thêm một con gì đó, năm độc bùa hay con gì đó. Rồi. Tốt nhất kéo thêm con lông bùa ấy. Hay là con lông bùa đã giảm giảm phòng đam, đúng rồi, giảm phòng đam cho con lông khỏi chết. Nếu mà cái đầu tiên con lông đau thì phải kéo con lông bùa. Đúng rồi. Cái đầu tiên nha em ơi. Chúng ta sẽ đến cái thứ hai. Đúng rồi. Coi cái đầu tiên nha em ơi, coi cái đầu tiên được nhiêu đây? 2 4 5 6. Sức lực nhiêu đây? Sức lực nhiêu đây? 180. Ui, full cả đám sức lực 180 nè em ơi. Rồi cái thứ hai. Giờ cây sinh lực này thì chúng ta sẽ đến đâu bỏ đến đó là nè mày. Cầu tiên sinh lực thì chỉ có 180 thôi nè mày. Đó. Đủ. Điểm cực đó sinh lực 180 vãi đặng.
canh như như đàn nhỉ. Lần này Khải sẽ đập 7 bình Phúc Duyên vào, thử nó lên sinh lực nhiều. Chơi công lô nè. Đến chúng ta sẽ đến cây 47. Đúng rồi, vẫn công lô nè. Khải sẽ tăng Phúc Duyên lên nha nè. Khải tăng lên là 6 bình Phúc Duyên, 4 bình Phúc Duyên này. Thử nó có tỷ lệ hơn xíu nào không nha nè mày. Sinh lực nè. Nếu mà mình test cảm giác cái này, sinh lực tiếp tục anh em ơi. Cái thứ hai 194. Ôi, được rồi nha. 200 bình Phục Duyên, 200 bình Hữu Duyên và 4 viên Lam anh em à. Rồi, ok. Bây giờ Khải tiếp tục theo công thức đó là 4 200 bình Phục Duyên và Lam. Ok, Khải chơi Lam anh em ơi. Tử không chơi này. Lúc này chơi lục có 184 à. Cái đó mà ra 194 có chuyện vọng rồi ấy. Có chức vọng lên 200 rồi đấy. Mình đăng nhữ đâu, mình đập cây chính thức nha em. Hiện tại mình đăng nhữ 2, 3, 4 cây cùi bắp thôi. Rồi, chúng ta có chức vọng rồi, chúng ta có chức vọng rồi. Lấy chuyện làm, làm ép sinh lực này mà. Lúc này ép lục nó có 184 à. Làm sinh lực là easy game luôn. Rồi tiếp tục. Rồi, lần này Khải sẽ tăng thêm cái độ Phúc Duyên nha em. Ở cây 46 này Khải sẽ tăng thêm độ Phúc Duyên 48 này. Cái này sẽ đáp cây 48 nha nam. Lúc nãy là 4 Phúc Duyên đúng không? Đây 4 Phúc Duyên là khoảng 200 bình. Bây giờ Khải chơi 6 ô Phúc Duyên là khoảng 300 bình Phúc Duyên. Và 2 thứ tên là Lam. Đó. Nếu mà lần này là 199 nữa là có thể chúng ta tăng thêm Phúc Duyên tiếp. Khui. Nhiều đây. 183. Ít đồ. Tí lỡ sao áo dưới ta tăng thêm Phúc Duyên nó là rớt rồi. Chết. Ây da. Càng như vậy đang. Nhưng bên ơi anh xin ít thêm Phúc Duyên nhưng bên ơi. À có. Đủ rồi. Tí lên tiếp. Đủ rồi. Rồi chúng ta quay lại công thức là 200 bình Phúc Duyên em ơi. 200 bình Phúc Duyên mà 4 viên Lam mà được rồi em ơi. Nhiều quá nó không thọt em ơi. Nhiều quá nó thịt em ơi. Vả chướng. Phải rồi nhiều quá nó thịt em chứ. Ừ. 5 cây như vậy chứ hơi bị chua luôn á. Đúng rồi, tăng lại thì tin em ơi. Đâu 100 Phúc Duyên. 100 Phúc Duyên. Ok, 100 Phúc Duyên chéo thì tin. Ok, Khải tăng thì tin cho anh em xem nha. Ủa? Ủa vừa rồi mình giao dịch thằng nào rồi? Ok, mình sẽ tăng thì tin cho anh em ơi. Quên tăng Phúc Duyên hả? Giảm Phúc Duyên hả? Ok. Không cho hút được nè em ơi. Adder không cho dùng hút nè em ơi. Adder không cho dùng hút người nè em ơi. Nếu mà cho dùng hút, Khải ép dòng hút 10 là nó mắc rồi. Adder bảo là dòng phải sinh lực 200. Đúng rồi, hút giỏi nhất rồi. Ủa xuống nhỉ? Cái dòng mà lên tới 200 điểm là khó nhất cả. Rồi ok lại nha em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến 5 cây tiếp theo nè em ơi. 5 cây tiếp theo và cây cuối cùng này khoảng đỡ giống bên dưới nè. Ập sâu cung. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cây này đầu tiên. 3 cây này đầu tiên. Ép 3 cây này thì chúng ta sẽ cần một ít thủy tinh này. Khải cần ít tử thủy tinh nè mày. Tử thủy tinh nè. Để ép dòng sát thương thì Khải hay dùng cho mình nó là tử thủy tinh. Khải sẽ dùng 100 Phúc Duyên và 78 thiên tử, 6 thiên tử thủy tinh nha nam. 6 thiên tử thủy tinh cho một lần đọc và kèm với 100 Phúc Duyên. Tại vì dùng tử thì đa số anh em đọc đồ anh em không biết rồi. Chúng ta sẽ dùng auto là tử nha nam. Rồi. Rồi. Cũng chưa mà tối rồi anh, nhưng thường lệ thôi, đâu có gì khác. Đúng rồi, tầm này test mà. Bóng kim thì boss cho vui thôi, đâu làm gì nữa. Rồi, 5 cây cuối cùng. Thì boss kiếm vô chờ anh em nào nhận được anh em nó hưởng cho vui thôi. Ok. Và chúng ta sẽ đến dòng khảm đầu tiên. Ok, chuẩn bị hai cái nỏ luôn rồi. Đó tí nữa có tí nữa bắt rồi có boss tiểu kìa. Bữa 5 giờ có bắt đài đi săn boss cho vui rồi. Đúng rồi, rảnh thì giao dạo săn boss. Rồi, ép 2 cây đầu tiên nè mày. 10 ô. Ô. Rồi, khám nha nè mày. Cây đầu tiên chúng ta sẽ khám một cây này. Để xem thử nó có lên được 200 không nha nè mày. Và chúng ta cùng trải nghiệm và cùng xem thử như thế nào nha mọi người. Đúng rồi, săn bộ trời. Đúng rồi, có boss săn boss và bộ trời tống kim nè. Ừ. Mấy chỗ này sẽ chính thức có mình vào 7 giờ tối mai nè. 7 giờ tối mai ngày 23 tháng 2 nha.
Khôi, ca đầu tiên chúng ta sẽ như thế nào, anh em cùng chờ đợi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đập với ca thứ hai. Vẫn là Phẩm 10, Hiền Tuân 10. Và 100 phút duyên nha anh em ơi. Vẫn công thức như cũ, liệu hai ca có gì thay đổi khác biệt hoàn toàn không nha anh em. Chúng ta cùng test ở video này. Ở video này chúng ta cùng test nha anh em ơi. Vẫn công thức như nhau. Và tất cả tương đối đều như nhau. Thử hai cây, cây nào cao hơn. Anh em cùng soi nha anh em ơi. Khui. Chúng ta có 5 cây. 193. 193 điểm. Cây đầu tiên. Cây thứ hai. 191. Vẫn công thức như nhau mà chúng ta vẫn thấy là công thức 193, 191 không nào. Vẫn chưa thấy 195 này nọ nha. Anh em có nên tăng thêm phút duyên không em? Anh em cho comment thử anh em ơi. Anh em có muốn cho tăng thêm phút duyên không em ơi? Đâu, 193, 191, ok. Hiện tại là với 100 bình phút duyên kèm với hay là giảm anh em. Anh em muốn tăng hay giảm anh em comment tăng hay giảm anh em ơi. Anh em muốn tăng hay giảm anh em nhắn được Khải cùng theo số đông cho vui anh em ơi. Chúng ta cùng thêm hai cái tiếp theo. Giờ anh em muốn tăng 50 bình phút duyên hoặc là muốn giảm 50 bình phút duyên để đẩy thì tin vào anh em ơi. Anh em cùng comment thử anh em giảm. Văn Hào Nguyễn đã comment giảm. Anh em nào muốn tăng hay giảm comment thử Khải lái số đông là chúng ta quyết định công thức anh em ơi. Tăng hay giảm anh em ơi. Tăng 50 bình phút duyên thêm một duyên thì tin, hoặc là tăng 50 bình phút duyên thì giảm một duyên thì tin, hoặc là giảm 50 bình phút duyên thêm một duyên thì tin. Hai cái anh em ạ. Full thì tin xem sao. Full thì tin xem sao. Ok. Anh em cùng comment thử anh em ơi. Khải lái thì tin sẵn ạ. 125 phút duyên. 125 phút duyên. Giám tin chính thử nổi có lên không. Ok, giám tin chính đúng không. Rồi, tin chính thì giờ phải đi ép rồi nè em ơi. Tin 8 có sẵn rồi. Khải bỏ giùm anh 50 bình phút duyên. Khải bỏ giùm anh 50 bình phút duyên. Dùng hiện tin. Dùng hiện tin 4 thử cái. Dùng hiện tin 4 hả. Ok anh ơi. Hiện tin 4 một duyên. Rồi, hiện tin 4 nè. Và 50 bình phục duyên. Và phun tử đúng không anh Lão Lương ơi? Phun tử đúng không anh? 7 tử 50 phục duyên. Ok, greeting cũng là 7 tử 50 phục duyên. Phun thì tin thêm sao? Có. Rồi, vậy là bỏ phun tử nha anh em. Rồi, hiện tin 4 đúng không anh Lão ơi? Ok, cho anh Lão một cây luôn. Cây tiếp theo. Đó là cây sinh lục 193. Anh em đang xem đừng quên cho Khải một like ủng hộ cho anh em ơi. Hơn 100 đang xem mà like ít quá anh em ơi. Like tương tác ủng hộ Khải cho anh em ơi. Ấn vào nút like cho Khải ủng hộ cho anh em ơi. Rồi, nếu mình phục duyên hình tình 4 nha anh em. Phun tử. Khô máu luôn cho anh Lã, công thức của anh Lã này. Ok anh ơi. Rồi. Ok cho anh em, chốt nha anh em. Chúng ta chỉ còn trải nghiệm 3 cây thôi anh em ơi. Chỉ còn trải nghiệm 3 cây. Cảm ơn Khánh Hải Shop đã tặng một cái đồng tiền sâu của TikTok nha. Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cho hiện tình 4. Nếu hiện tình 4 nha, nó mà ra sát thương một lý 190, 190 mấy á, thì anh em nói thiệt anh em á, là cái phẩm á, cái hiện tình càng cao, Khải sẽ chốt cho anh em một câu, hiện tình càng cao, chúng ta chỉ đi lấy, nên đi lấy phẩm thôi. Còn lại đi ép, thì anh em có thể ép hiện tình thấp vẫn được. Nếu mà cái này thành công lên 190 nha anh em. Nếu cái này thành công 190 nha, thì anh em cứ theo công thức của Khải anh em ép thì nó sẽ không có tốn kém nhiều rồi nha anh em. Rồi, cùng theo công thức của anh Lã luôn này. Vô nha mọi người. Anh em cùng chờ đợi xem nếu cái này lên 192, 193 trở lên nha mọi người. Thì anh em cứ theo công thức này anh em làm nha. Đây nè anh em cùng test và anh em cùng trải nghiệm anh em. Vào thực tiễn thì anh em thực sự không có hiện tinh nhiều đâu anh em đập đâu anh em ơi. Vào thực tiễn thì không có hiện tinh cao 8, 9, 10 do anh em đập đâu. 191. Rồi. Anh em hiểu vấn đề cho mọi người. Đó, không cần nói nhiều nha. Thì hiện tinh 1, 2, 3, 4, 5 này nọ Khải thấy nó cá từng đó giống như nhau. Lúc ép thì nó khác nó giống như nhau thôi. Còn lúc mà anh em đi rút á thì anh em cần hiện tinh càng cao thì phẩm anh em càng cao. Chốt vào đó anh em hiểu chưa? Rồi. Còn cái cây này thì coi như là Khải test cho anh Lã thì ok rồi nha anh em. Đó, lần sau Khải sẽ đập hiện tinh 5. Khải không đập hiện tinh 4, bây giờ Khải sẽ đổi lên hiện tinh 5. Đó, lần lượt chúng ta sẽ từng bước phát triển lên. Đó. Rồi hiện tinh 4 đúng không? Hiện tinh 4 150 bình phục duyên và 7 thủy tinh tử thì 191 thì nó cũng tương đương như cái cây này. Thì tương đương như cái này là 100 phục duyên và 6 thủy tinh. Đây cũng là 100 phục duyên 6 thủy tinh. Khá tương đương mà nó đã thuộc diện tinh 4. Ok. Ok nha. Và bây giờ chúng ta sẽ hiện tinh 8 phun tử đây Khải. Rồi ok, có một câu comment của anh em thì hiện tinh 8 phun tử. Ok, Khải chốt hiện tinh 8 phun tử cho anh em một cái nữa nha. Hiện tinh 8 phun tử nha mọi người.
Hiền Tinh 8 full tử cho anh em luôn. Ok luôn. Ok anh Lã ơi, quá đẹp luôn đây. Hiền Tinh 4 vẫn chất lượng đây. Theo công thức em đưa ra thì cũng như là anh em trải nghiệm thì cứ như vậy mà làm anh ơi. Mình sẽ đỡ tốn kém một phần nào đó. Rồi. Đến cái tiếp theo chúng ta sẽ chơi đó là Hiền Tinh 8 full tử theo ý kiến của những anh em trên kênh, trên cộng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ phun tử, không bỏ dư phút duyên nào luôn nha. Thử nha anh em xem thử như thế nào, còn hai cây cuối cùng anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên đã làm like chia sẻ ngồi chơi anh em ơi. Nhấn nút follow ủng hộ Khải, theo dõi những buổi livestream trực tiếp của Khải nha anh em ơi. Thử nè. Rồi. Quá đẹp luôn. Hiền Tinh 8 ok, ok, Hiền Tinh 8 của Rít đây. Hiền Tinh 8 phun tử nha anh em. Chọn chơi Hiền Tinh 1 với 1 thì tinh lục phun hữu duyên chung mà. Cái này hơi canh anh em ạ. Cảm ơn cô Ly đã follow nha. Buổi live ngày hôm nay cũng đạt follow rất nhiều, Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Anh em đừng quên follow mạnh nha anh em. Rồi, khui chúng ta sẽ tiếp tục đến là một công thức tiếp theo. Đó là một Hiền Tinh 8 phẩm 10 không nói này, một Hiền Tinh 8 phẩm 10 và ép full thì tinh nha anh em. Full thì tinh, liệu lên được 200 hay không? Liệu có full thì full lên được hay không nha anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên đã làm like chia sẻ hoặc mạnh anh em ơi. Khui. Khui. Đây là cái thứ tư rồi anh em à. Rồi ok, chúng ta cùng chờ đợi xem liệu nó có lên được 190 không nha anh em. Khui nha anh em ơi. Khui. 195. Ái xa xa, nó lại lên hơn một xíu nữa anh em à. Cái này hơi căng não nha. Giảm xuống hình 8. Giảm xuống hình 8 và giảm luôn cả phút duyên. Tăng full thì tinh. Hiện lên 195. Này giờ anh em muốn cái cuối cùng anh em muốn như thế nào anh em? Thực sự cái này là cao nhất. Trong đó là mình đã giảm xuống Hiền Tinh 8 từ Hiền Tinh 10. Giảm xuống Hiền Tinh 8 và không bình phục duyên nào luôn. Đã lên một điểm khá cao 195. Quyết định như thế nào đây? Hiền Tinh 10 full thì tinh. Giảm Hiền Tinh 7 full thì tinh. Một cái là tăng Hiền Tinh 10, một cái là giảm Hiền Tinh 7. Còn công thức của Ritin thì Hiền Tinh 8 đi Khải. Còn công thức của 1133 là chơi Hiền Tinh 1 với 1 thì tinh lục phun phục duyên chung. Ôi, cái comment của 1133 hơi căng nè. Hello Ken Gaming nha, hello nè Minh Nhu. Hello, cảm ơn 2507 Ken Map đã follow kênh Giả Lâm Chuyện Kỳ 1 của Khải nè mày. Phun tử 45 phục duyên, Hiền Tinh 8 là ổn đấy anh Khải. Phun tử 45 phục duyên, Hiền Tinh 8. À, cảm ơn cậu ba đã thích phiên like này nha. Cảm ơn người em. Anh em đã thích lỡ tay thích rồi nhớ nhấn vào cái link bên trên cho Khải một follow bên trên luôn em ơi. Quyết định cuối cùng của Khải nè em ơi. Hiền Tinh 5 phun tử nha nè. Hiền Tinh 5 phun tử nha mọi người ơi. Hiền Tinh 5 phun tử nha nè. Khải sẽ giảm sẵn xuống Hiền Tinh 5 luôn em ơi. Không cho Hiền Tinh 7 luôn. Khải giảm sẵn xuống Hiền Tinh 5 luôn. 45 phút duyên. Hiền Tinh 8. Ok đó anh. Ok em, cái đó đợi test sau nha. Bây giờ Khải sẽ test Hiền Tinh 5 phun tử nha anh em. Tại vì nếu vào thực tế thì Hiền Tinh 8, Hiền Tinh 7 anh em không có nhiều anh em à. Hiền Tinh 5 nó vẫn thở lên, Khải khẳng định là như vậy. Là lần này Khải sẽ ép Hiền Tinh 5 cho anh em xem. Nếu Hiền Tinh 5 nó lên 199 là có gọi là thành công nha anh em. Rồi. Lúc nãy anh em thấy không? Ép với Hiền Tinh 4 50 bình phục duyên và 7 dương tử thì nó đã lên 193 anh em à. Và bây giờ Khải sẽ chơi Hiền Tinh 5 nha mọi người. Khải chơi Hiền Tinh 5 và phun tử nha anh em. 2 thì 2 Hiền 2 Hiền Lam 2 Lục 4 tử. Hồng Thuy đưa ra công thức là 2 Hiền Tinh là 2 Hiền Tinh Lam 2 Thị Tinh Lam 2 Lục 2 Lam 2 Lục 4 tử. Và Hiền Hiền Tinh 8 Hiền 7 hợp lý. Dòng cố ép không lên nổi đâu. Hiền 7 hợp lý. Ok, sau khi một hồi trải nghiệm những ý kiến của anh em đưa ra thì bây giờ Khải sẽ quyết định ý kiến cuối cùng, đó là theo những anh em là có thể ép Hiền Tinh Lục, Hiền Tinh Tử, Hiền Tinh Lam và Hiền Tinh 7 hợp lý. Ok, Khải sẽ đẩy Hiền Tinh 8. Hiền Tinh 8 nha mọi người. Ok, Khải sẽ công Hiền Tinh 8 và dòng cuối cùng thì anh em có nói là dòng cuối cùng ẩn 3 anh em chơi Hiền Tinh 5 không lên nổi đâu. Giữa 7 và 8 thì Khải thấy nó tương đối giống nhau. Ok, Khải chơi 8 nha mọi người. Ok, Khải chơi 7 luôn đây. Khải chơi 7 theo ý kiến của Thanh Tùng là Khải chơi 7 luôn. Chơi 7 nha anh em. Bỏ 8 này, bỏ 10 này, bỏ 5 này. Chơi 7 đây. Một dương 7 vào vắt này là phát cuối cùng để anh em cùng trải nghiệm thử Hiền Tinh quan trọng hơn hay là phúc duyên quan trọng hơn hay là thị tinh quan trọng hơn anh em.
Rồi, dòng cuối cùng này em ơi, vô nha. Nếu mà lên 190 thì chúng ta có thể xịt xét lại. Rồi, chúng ta tiếp tục xuống hiện tinh 7 nha mọi người. Tinh 7 này, phẩm 10 này. Như em có nói thì 2 lục, 25, 4 tử. Rồi, tất cả mọi ý kiến của anh em Khải sẽ cùng cộng dồn vào cái pha ép cuối cùng này nha anh em. Liệu lên được 200 không nha anh em ơi. Rất là thú vị luôn anh em à. Cho nó nổ mới nhảy được. Khui nha anh em ơi. Thêm vút duyên. Thêm vút duyên. Nếu thêm vút duyên thì Khải sẽ thêm 5 triệu. 45 bình vút duyên theo cái Christine này. Bỏ một viên bỏ một viên tử ra. Ok nha. Tất cả mọi ý kiến của anh em đều được đặt vào lần quyết định này nha anh em ơi. Hiện tinh 7 ý kiến của Thanh Tùng này, 45 phần phút duyên của ý kiến của Christine này. Và Lam Thị Tinh, Lục Thị Tinh sẽ ý kiến của người anh em trên TikTok đó là An Hậu nè. F0 phút duyên ạ. Hello Tùng Mô nha. Rồi, theo ý kiến của Christine chúng ta thêm 45 phần phút duyên nha. Nếu mà không thành công chỉ còn 180 là chúng ta nên bỏ phút duyên nha Christine này. Nếu lần này mà không lên nổ 19 là chắc chắn bị về vấn đề phóng duyên. Rồi, 2 lục, 25 và 3 tử nha Nam. 3 màu sẽ ôm vào duyên thị tinh. 3 màu sẽ ôm vào thị tinh nha Nam. Rồi, ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ quyết định vào cây này, cây cuối cùng này em ơi. Hiện tại cây cao nhất của mình nó là 195 với công thức đó là hiện tinh 4. Hiện tinh 4 50 phút duyên và 7 duyên tử. Và lần này thì đó là công thức gọi là công thức tổng hợp của tất cả anh em trên cộng đồng em đưa ra. Thì chúng ta cùng trải nghiệm nha anh em ơi. Rồi, nổ nha. Khui. Tất cả mọi công thức đều dồn vào một công thức cuối cùng. Mỗi người một ý kiến này mà. Mỗi người một ý kiến thì chúng ta gom lại tương đối như này cho vô nha nè. Khui. 195. Đâu? Rất khó em ơi. Vẫn là 195. Rất là căng thẳng em ơi. Quá căng thẳng. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay nha em ơi. Thực sự là một trong những video khá là thú vị và cũng khá là hay và khá là hấp dẫn cho anh em xem show qua. Tất cả mọi công thức chúng ta đều đặt vào trong cái video này. Anh em có thể theo dõi và tham khảo em ơi. Đây em ơi.